Tử vi tuổi Quý Mùi 2003 tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu. Xin kính chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đang ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại có được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Lại có người cả đời trăm nghìn việc không như ý, luôn luôn thất bại, khốn cùng. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức, hóa giải những tai ương. Ngày hôm nay trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình của gia chủ Quý Mùi sinh năm 2003 sẽ diễn ra như thế nào. Chi tiết các hôm là vận ra sao trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận được những lời khuyên từ chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2021, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bính Thân nạp âm Sơn Hạ Hỏa, tháng Thân độc hợp Tỵ, Tam hợp Tý, Thìn Thành Thủy Cục, Xung Dần, Hình Hợi, Hại Hợi và Tỵ, Tuyệt Mão. Đối với người tuổi Quý Mùi trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 2 tháng 7 tới ngày mùng 9 tháng 8 dương lịch, nạp Giáp, Kỷ Sửu. Ngày âm lịch 14 tháng 7 tới ngày 21 tháng 8 dương lịch, nạp Giáp, Tân Sửu. Ngày âm lịch 26 tháng 7 tới ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Quý Sửu. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Quý Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Mùi trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 7 tháng 7 tới ngày 14 tháng 8 dương lịch, nạp Giáp, Giáp Ngọ, nạp âm Sa Trung Kim. Ngày âm lịch 19 tháng 7 tới ngày 26 tháng 8 dương lịch, nạp Giáp, Bình Ngọ, nạp âm Thiên Hà Thủy. Đây là 2 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Năm 2021, tuổi Quý Mùi nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hư họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Quý Mùi sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Quý Mùi. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây là phần luận giải cát hung của tháng 7 âm lịch cho những gia chủ đều biết. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng phân tích chi tiết về vận trình tử vi tuổi Quý Mùi trong tháng 7 âm lịch. Mời quý vị tiếp tục theo dõi video. Tử vi tuổi Quý Mùi tháng 7 âm lịch, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu. Tuổi Quý Mùi sinh năm 2003, có mệnh mộc, dương liễu mộc, gỗ cây dương. Người sinh năm 2003 Quý Mùi thường có tính tình hiền lành, thích sự trầm ổn, không gây nổi bật. Ai kết bạn với những người tuổi này thực sự rất may mắn. Bởi vì tuổi Quý Mùi rất trọng nghĩa khí, sống biết trước biết sau, hết mình với bạn bè nên được nhiều người yêu quý. Thế nhưng đôi lúc bản mệnh sống vì người khác nhiều quá nên khiến bản thân chịu nhiều thiệt thòi. Tuổi Mùi khó tránh khỏi những lúc khó xử, chịu thiệt thòi. Tháng 7 âm lịch, người tuổi Mùi sinh năm 2003 chịu ảnh hưởng từ âm khí của tháng cô hồn, lại có nhiều hung tinh chiếu mệnh. Tuổi Quý Mùi khó mà có một tháng suôn sẻ. Có những thời điểm tưởng chừng như mọi việc tiến triển hết sức thuận lợi, thì bỗng dưng xảy ra vấn đề nửa chừng, khiến công sức trước đó đổ sông đổ biển. Trong những thời điểm bế tắc, đương số sẽ nghe theo lời dụ dỗ mà làm chuyện xấu, tổn hại cho chính mình. Nghiêm trọng hơn, còn mất tiền, mất của, mất lòng tin trong lòng người lớn. Như duyên tháng này không như ý, có thể xảy ra mâu thuẫn với cha mẹ, thầy cô. Tình hình sức khỏe bất ổn, cần đề phòng bị thương do va chạm giao thông. Quý âm thủy gặp bính dương hỏa nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc, sự nghiệp của người tuổi Quý Mùi. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu, tình hình học tập không được khả quan. Những đen đủi từ tháng cô hồn tác động mạnh, bản mệnh rất dễ suy nghĩ chủ quan, tâm lý dễ bị dao động, thiếu tập trung trong học tập nên ảnh hưởng đến thành tích hiện tại. Hơn nữa, tâm lý ham chơi vẫn quá nhiều cám dỗ khiến bản mệnh không có nhiều thời gian nên bỏ bê việc học hành để chạy theo sở thích. Các bậc phụ huynh nên quan tâm sát sao, đốc thúc con cái kịp thời. Với những người đã đi làm, sự mệt mỏi chán trường sẽ làm giảm sút hiệu quả công việc. Mọi sự đóng góp của gia chủ không được cấp trên công nhận, sự cố gắng của gia chủ như dã tràng xe cát. Tuy nhiên, đừng lấy đó làm lý do để lười biếng, chểnh mảng, hình thành thói quen không tốt cho bản thân. Nếu muốn nhảy việc trong tháng này thì quý gia chủ nên suy nghĩ lại. Đây chưa phải là thời cơ tốt, bạn sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ, bỏ lại sự cố gắng, nỗ lực cho đến thời điểm hiện tại. Đừng vì chút nóng giận mà dẫn đến những quyết định sai lầm. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho tuổi Quý Mùi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Về tài lộc, đa phần người tuổi Quý Mùi đều vẫn trong giai đoạn được gia đình bao bọc nên không gặp áp lực kinh tế, tài chính được đảm bảo. Tuy vậy, bản mệnh vẫn không tránh khỏi những lúc cảm thấy bí bách khi không được tiêu xài theo ý muốn hoặc phải dùng tiền tiết kiệm để phục vụ nhu cầu của bản thân. Gia chủ nên hỏi ý kiến của cha mẹ trước khi tiêu khoản tiền lớn. Nếu là lý do chính đáng, cha mẹ sẽ ủng hộ và giúp đỡ gia chủ. Nếu đã đi làm, mọi người có thể cân bằng lại các khoản thu chi để tăng số tiền tiết kiệm. Điều này rất hữu ích cho tương lai. Sức khỏe của người tuổi Quý Mùi. Tình hình sức khỏe nhìn chung không có vấn đề gì quá đáng lo ngại. Vì vẫn đang ở độ tuổi ăn tuổi lớn nên chú ý vấn đề dinh dưỡng, rèn luyện thể chất. Tuy nhiên, vì có nhiều hung tinh xung chiếu, cần đề phòng nguy cơ xảy ra va chạm giao thông trong năm. Chú ý khi di chuyển đi lại, giữ an toàn giao thông, nếu không trường hợp xấu, có thể cần phải chịu trách nhiệm hình sự. Dù mọi người vừa trải qua kỳ thi đại học quan trọng nhất của cuộc đời, nên hãy thư giãn đầu óc, có một chuyến du lịch với bạn bè là điều tuyệt vời. Tuy nhiên, hiện tại đang trong giai đoạn dịch Covid-19, mọi người hãy để dành thời gian, cơ hội sau khi dịch đã được ổn định. Với những người đã đi làm, không nên quá cần lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Mọi người nên sống khoa học, quy củ hơn, cân bằng công việc, cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Có thời gian, những quý gia chủ tuổi Quý Mùi nên tham gia các hoạt động tập thể, đọc sách, đi dạo để tinh thần được thoải mái. Những người tuổi Quý Mùi hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của tuổi Quý Mùi. Về tình duyên, trong tháng này, bản mệnh nên lưu ý hơn đến các mối quan hệ với người xung quanh, đặc biệt là với bạn bè. Có rất nhiều mâu thuẫn hay xung đột xảy ra, nếu không khéo léo, bạn sẽ trở mặt thành thù, không vui chút nào. Tính tình mệnh chủ có phần cố chấp, ngang ngạnh, tính tự tôn cao, không giỏi giao tiếp, sẽ xảy ra tranh chấp với người khác chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Mâu thuẫn không được giải quyết dứt điểm, cứ cháy âm ỉ, khiến đôi bên rơi vào tình trạng chiến tranh, tình cảm lứa đôi sứt mẻ, tình bạn bè thân thiết đến đâu cũng có thể sụp đổ vì cái tôi của mỗi người đều quá cao. Trên đây chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị vận trình tử vi của gia chủ Quý Mùi sinh năm 2003 trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Tất cả những sự cố gắng của bạn đều được đền đáp xứng đáng. Hãy cố gắng để đạt được mục đích của mình. Nhưng cũng đừng quên quan tâm, giữ gìn sức khỏe đến các thành viên trong gia đình và bản thân nhiều hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.